Các bạn đang nghe chuyện tại kinh đọc truyện Góc Nhỏ Radio Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ Ngã Dục Phong Thiên Tác giả Nhĩ Căng Quay giọng đọc Cao Minh Thiện Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé Tập 85 Quý học đông vừa nói xong Thì bầu trời bao la trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo Chợt nổ vang đầy sấm chớp rồi một tia chớp to bằng cánh tay Nhanh chóng phủ xuống Dùng một tốc độ cực nhanh Nhanh đến không tưởng Mà lao thẳng xuống mạnh hạo Tử đàn bên trong cơ thể của mạnh hạo Cấp tốc vận chuyển Tỏa ra một luồng linh lực tràn trề Lan khắp toàn thân của mạnh hạo Bắt đầu từ cánh tay phải của mạnh hạo Sau đó một lượng lớn tử khí Cũng âm ầm xuất hiện giữa không trung hình thành nên một đường phòng hộ hình cung. Tiếng lôi đình nổ vang, tia chớp lao xuống. Hình vòng cung phòng hộ của Mạnh Hạo nhanh chóng vỡ vụn. Nhưng tiếp đến lại xuất hiện một đạo phòng hộ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vô số mạng sáng đồng loạt xuất hiện đối kháng trực tiếp với tia chớp kia. Cho đến khi tia chớp kia dần tiêu tán, chỉ còn nhỏ cỡ ngón tay. Thì Mạnh Hạo há miệng phun mạnh một cái Lôi vũ xuất hiện trong nháy mắt Sau đó nhanh chóng đem tia chớp kia cắn nuốt Rồi dung nhập vào bên trong Đến lúc kết thúc rồi Quý Hồng Đông cười lạnh Tiếng chuông bạc ở trong tay Chợt rung lên thêm một lần nữa Tiếng chuông ngân lên kèn kèn vang lên Bầu trời bao la đầy mây đen cuộn cuộn Trên đầu của Mạnh Hạo Lại một lần nữa chuyển động Rồi ba đạo tia chớp đã nhanh chóng xuất hiện như muốn tiếp tục đánh xuống. Lúc này, ánh mắt của Mạnh Hạo chợt sáng ngời. Hắn cũng đã có sự phán đoán chính xác đối với chiến lực thực sự của bản thân. Cho dù hắn còn chưa có đan khí, nhưng cũng đã đủ lực lượng để có thể cùng đan khí kết đàn sơ kỳ đỉnh phong chiến một trận. Có điều, trận chiến đó có lẽ là sẽ ngang ngửa nhau Hắn cũng không có cách nào thủ thắng cả Nghĩ đến chuyện huyết mạch cường đại của quý hồng đông Nếu như đổi sang một đối thủ kết đan đỉnh phong khác Hắn cảm giác mình sẽ chiếm thượng phong Nhưng mà bây giờ Mình hạo gặp được tu sĩ mặt thổ mặt nạ xanh kia trước Hắn thủ thắng cũng sẽ khá đơn giản hơn Nếu như ta tu hành đan khí Hoặc là hoàng mỹ kim đan Thì diệt sát kết đan sơ kỳ sẽ dễ như chở bàn tay Trong lòng mạnh hào cũng chợt hiểu ra Thật sự là cần phải kết thúc rồi Mạnh hạo cũng bình thản nói Đồng thời nhìn qua quý hồng đông Sau đó đưa tay phải vỗ lên túi chữ vật Một mặt nạ huyết sắc nằm trên tay hắn Mặt nạ huyết tiên truyền thừa Yêu cầu tối thiểu phải là tu vi kết đan ngay khi ba đạo tia chớp đã ngưng tụ trên đầu của mạnh hạo ầm ầm lao xuống thì mạnh hạo đã đưa mặt nạ huyết sắc đeo lên mặt gương mặt của hắn lúc này trực tiếp tiếp xúc với mặt nạ thì toàn thân cũng chợt chấn động mạnh một cảm giác đau đớn khó hình dung xuất hiện ngay trên khuôn mặt của hắn tựa như mặt nạ và da mặt của hắn đang dính chặt lại với nhau cùng lúc đó thế giới trước mặt của mạnh hạo cũng đã trở thành một màu đỏ thẳm một luồng lệ khí chợt chào dân ở trong đầu mạnh hạo như đang dần thay thế lý trí của hắn tản ra sát khí ngập trời như tình cảnh của một người đang nhập ma vậy giết 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 ở trong đầu mạnh hậu giờ phút này cũng chỉ có duy nhất một chữ vang vọng đến vô số người có nam có nữ có già có trẻ thậm chí còn có cả giả thú thực vật Dường như tất cả chúng sinh đều đang gào thét Chỉ một từ duy nhất này bên tai của hắn Thế giới trước mắt của hắn càng thêm đỏ thẳm Rồi chỉ trong một khoảng vài hơi thở Thế giới này nhanh chóng chuyển thành một màu đỏ tươi Trong thế giới màu đỏ này Tu vi của hắn cũng thoáng một cái đã bộc phát rầm rầm Tuy vẫn chỉ là kết đan sơ kỳ Nhưng lúc này hắn đã có thêm một luồng đan khí màu đỏ thẳm đan khí này đậm đặc vô cùng trong nháy mắt đã tràn ra từ chính đỉnh đầu của mạnh hạo nếu có thể nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra đan khí này không thuộc về mạnh hạo mà đến từ mặt nạ huyết tuyên truyền thừa trong mắt của quý hồng đông khi mạnh nạ đeo mặt nạ này lên mặt nhìn qua thì vô cùng quỷ dị hơn nữa còn có thêm cái cảm giác yêu dị lành lạnh bởi vì mặt nạ này cũng không có ngủ quan gì chỉ có hai mắt là rõ ràng. Chỉ là vị trí hai mắt của mặt nạ kia được thay bằng đôi mắt đỏ tươi của Mạnh Hạo. Ánh mắt đỏ tươi của Mạnh Hạo giống như một màu sắc của đám đàn khí trên đỉnh đầu của hắn lúc này. Một thân trường bào màu xanh lúc này cũng đã bị nhộm thành màu đỏ tung bay trên người hắn giống như một huyết ma. Đây, đây là pháp bảo gì vậy chứ? Quý Hồng Đông biến sắc. Loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chợt hiện lên trong đầu của y Ngay khi Mạnh Hạo vừa đeo huyết sắc mặt nạ lên Loại cảm giác này y cũng chưa từng trải qua nhiều Lúc này toàn thân y cũng đã chấn động Chuông bạc ở trong tay cũng không chút chậm chễ Mà nhón rung lên một cái Ba đạo tia chớp trên bầu trời bao la phía trên đầu của hắn Chợt lao thẳng xuống Mạnh Hạo nở ra một nụ cười Chỉ là huyết sắc mặt nạ đã che mắt nụ cười trên khuôn mặt của hắn chỉ còn tiếng cười khàn khàn phan ra khắp bốn phía. Hắn đưa tay phải lên hướng về phía ba tia chớp kia đánh thẳng ra một quyền. Cùng lúc đó, đăng khí trên đầu của hắn cũng như sôi trào lên mà hóa thành một nắm đấm khổng lồ đỏ thẳm, cùng lao hướng thẳng đến ba tia chớp kia. Tiếng sấm kinh thiên động địa, ba tia chớp kia vỡ nát nổ tung, mà vùng trời phía trên cũng trong khoảnh khắc đó mà chấn động theo. Sắc mặt của Quý Hồng Đông hoàn toàn đại biến Ánh mắt của hắn đỏ vàng đầy tia máu Chuông bạc ở trong tay y lúc này Xung lên mãnh liệt Cả người y chợt phun ra một ngụm tiền huyết Thần sắc dữ tợn Tiếng hồ thê lương Chuyện hạng ý Thẩm phán kiếp Âm thanh của y truyền ra Tứ thì bầu trời bao la trên đỉnh đầu của mạnh hạo Chợt xuất hiện từng tầng Từng tầng mây hồng trồng lên Bên trong có một chỗ mây đen tối chợt biến ảo ra chính tia chớp tựa như là ngưng tụ cả thiên ý rồi đột ngột buông xuống một chi tức hủy diệt vạn vật thế gian dần lan rộng ra khiến cho hứa thanh đang đứng ở xa xa cũng chợt biến sắc nhưng vào lúc này mạnh hạo cũng mở miệng giọng nói của hắn khàn khàn như trước nhưng lúc chuyện ra là mang theo một cảm giác hàm xúc kỳ dị Dù diễn Mạnh hạo chỉ nói hai chữ này Chính là thần thông trong huyết tuyên truyền thừa Vô diện nhất ngôn phong hỏa tiên tàng vân huyết vũ hải thao thiên Câu thần khiển tướng diệp ma pháp Chúng linh huyết mạch luyện cửu sát Trong này đã bao hàm chính thần thông của huyết tiên Chỉ khi nào đeo mặt nạ mới có thể thi chuyển ra được Lúc này trong tay của Mạnh Hạo, thuật pháp kinh thiên của Thái Ách Nhất Tộc năm đó sau vài vạn năm lại được tái hiện. Ngay khi Mạnh Hạo vừa nói xong, thì một lượng lớn đang ký ở trên đỉnh đầu của hắn chợt khuất tán, rồi hóa thành một gương mặt to lớn. Gương mặt này chỉ có hai mắt thì không còn có thêm cái gì khác nữa, mà chỉ là một mảng đỏ tươi. Một bên mắt trái đỏ tươi của gương mặt như hút lấy tâm thần của người khác, còn vị trí của mắt phải đã bị Mạnh Hạo thay thế. Gương mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp tiến đến chín tia chớp rồi tông thẳng vào trong đó. Bốn phía chợt chấn động. Cho dù nơi này cũng không phải là mặt đất thật sự, nhưng cũng chợt nổi lên một cơn cuồng bạo điên cuồng. Chính tia chớp này hoàn toàn toái diệt. Bầu trời bao la đầy mây đen cuồn cuộn cũng trong giấy mắt đó mà vỡ tan. Mảnh thiên khung trừng phạt thần linh này va chạm với mặt nạ bên kia cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy mà hoàn toàn vỡ ra. Thực pháp vô diện hóa thành gương mặt khổng lồ mắt trái thâm sâu mắt phải là mạnh hạo ở bên trong gương mặt không có ngũ quan nào khác nữa nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến cho da đầu cư quý hồng đông chợt tê dại một cảm giác tử vong mãnh liệt bao phủ khắp người của y Ngươi quý hồng đông chợt thốt lên nhưng lời nói của y đã bị nghẹn lại trong cổ họng vì trong cái nháy mắt này thuộc pháp vô diện biến thành một gương mặt to lớn thoáng cái đã hiện ra trước mặt y tay phải của mạnh hạo đang ở trước trong mắt phải mặt nạ này cũng đưa lên nắm lấy cổ họng của quý hồng đông bàn tay bóp chặt lấy cổ họng của hắn cắt ngang lời y đang định nói khiến cho sắc mặt của quý hồng đông đại biến y muốn dãy dụa thoát ra nhưng lại hoảng sợ vì phát hiện ra tu vi trong cơ thể mình như bị áp chế không còn một chút sức chống cự lại trong mắt của y đầy vẻ hoảng sợ Còn có thêm một nỗi sợ hãi mãnh liệt Vì y cảm nhận được sát khí ở trong mắt của Mạnh Hạo Sát ý này vô cùng mãnh liệt Vô cùng chân thật Nhưng y vẫn không tin Tại Nam Thiên Đại Địa này Có người dám cả gan giết chết huyết mạch của quý tộc Ý nghĩ này tồn tại thầm căn cố đế trong lòng y Ý chí này đã tồn tại từ khi y còn nhỏ Cho nên cho dù lúc này y cảm nhận được nguy cơ nhưng nỗi sợ hãi của y cũng nhanh chóng đã biến mất Thay vào đó là một sự âm trầm ở trong mắt Y nhìn mạnh hậu trầm trầm Khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai Người, người dám giết sao hả? Y không nói ra những lời này Nhưng ánh mắt của y thì lại mang đầy đủ ý nghĩa Truyền tới tận đáy lòng của mạnh Hạo Y không cầu xin tha thứ Cũng không nói những lời lẽ yếu đuối gì gì đó cho lúc này đang đối mặt với sinh tử bởi vì vẫn nhớ bản thân mình mang huyết mạch hộ quý gia tôn nghiêm và cao quý thậm chí lúc này y còn hất cạm lên ánh mắt nhìn mạnh hạo đầy vẻ lạnh lẽo Hả, ta thật sự không muốn giết ngươi mạnh hạo cũng chợt trầm mặt trong chốc lát tên năm truyền ra còn khàn khàn nhưng khi hắn nói ra lời đó đôi mắt đỏ thẫm cũng dần tiêu tán đi chứ còn lại là ánh mắt thuộc về riêng mạnh hạo mà thôi nghe hắn nói khóe miệng của quý hồng đông chợt cười lạnh nhưng tay phải của mạnh hạo trong lúc này đã mạnh mẽ bóp chặt lại một tiếng sắc vang lên quý hồng đông trợn to hai mắt cổ của y lúc này đã hoàn toàn nát bấy cùng lúc đó một lực lượng huyết tiên từ trong tay của mạnh hạo chợt dung nhập vào trong người của quý hồng đông cái người của y chợt run rẩy rồi nhanh chóng héo rũ xuống trong chớp mắt này Tất cả máu tươi ở trong người y Đều ngưng tụ tới mi tâm y Rồi một vệt máu chợt xuất hiện Một giọt máu tươi ngưng tụ Huyết mạch của quý gia chợt hiện ra rồi bay về phía của Mạnh Hảo Giọt máu này dung nhập vào trong mi tâm mặt nạ Mà Mạnh Hảo đang đeo Mặt nạ này chợt nhúc nhích Như đàn kích động hoàng hồn Khi Mạnh Hảo buông tay Hai cốt của quý hồng đông rơi xuống đất Dù sao y cũng đã sớm tử vong rồi Hai mắt của Mạnh Hạo nhắm chặt Sau đó đưa tay phải lên gỡ chiếc mặt nạ xuống Mặt nạ được gỡ xuống Để lộ ra gương mặt của Mạnh Hạo đã tái mét Dù sao Lực lượng của cái mặt nạ này cũng quá kinh người Nếu không phải là linh thức của hắn cường đại Thì đã không còn khả năng bảo trì Một tia thần chí của mình Hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra Trong một thời gian ngắn ngủi như vậy Nhưng hắn cũng đã hao tổn gần 30 năm thọ nguyên Để mặt nạ này cái giá phải trả là quá lớn. Hiện tại đã an toàn rồi. Bây giờ cũng không có ai biết bí mật của sư tỷ nữa. <laughs> mạnh hạo quay người nhìn về khuôn mặt cũng đang tái nhợt mà cắn chặt môi lại của hứa thanh, cười cười nhu hòa. Hứa thanh kinh ngạc nhìn mạnh hạo, trong mắt nàng đầy nước mắt. Tuy nàng là người đơn thuần nhưng vẫn biết được vì giữ bí mật này mà Mạnh Hạo phải bỏ ra một cái giá cả lớn như thế này Giết tộc nhân của quý gia Chính là gây ra một tai họa ngập trời Vì không muốn liên lụy tông môn Mà đã phản bội sư môn trước khi ra tay giết người Từ nay trở về sau Chỉ có thể lưu lạc nơi phương trời xa xăm nào đó Không thể nào trở về Nam Vượt được nữa Cũng chỉ có thể tận lực tránh né quý gia đuổi giết Gia dẫn mà thôi Mà hắn cũng chỉ là một tu sĩ kết đan Hứa thành cắn chặt môi Nước mắt không kìm được mà rơi xuống Nhưng những giọt nước mắt này chưa rơi xuống đất Đã được Mạnh hạo đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi Đừng khóc Đừng còn dài mà Nói không chừng sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau Mạnh hạo chờ cười nói sắc mặt của hắn tái nhợt Khiến cho nụ cười này như khắc sâu vào trong lòng của hứa thành Ta đi thôi Nơi này cũng sắp sụp đổ rồi Mạnh Hạo liếc nhìn Hứa Thanh thật kỹ. Bởi hắn hiểu được, một khi quay người đi thì có lẽ sinh tử cũng mờ mịt, cho dù sống sót cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể trở về đây lần nữa. Không biết lần sau trở về, hồng nhan trước mặt này còn như xưa chăng. Chỉ là Mạnh Hạo cũng không hối hận, Quý Hồng Đông kia nhất định phải chết, không phải chỉ vì Hứa Thanh mà cũng chính vì bản thân của hắn. Nếu Quý Hồng Đông không chết, thì hai người bọn họ phải chết. Mặc dù đã dựa vào huyết sắc mặt nạ mà thu thập bọn họ, nhưng với sự cường đại quý gia, thì mạnh hạo biết việc này cũng không có nhiều khả năng thành công, thậm chí kết quả đôi khi còn tàn khốc hơn nữa. Có lẽ có con đường thứ ba, nhưng lúc đó sự tình phát triển quá nhanh, mạnh hạo cũng không nghĩ ra con đường nào khác cả. Chỉ là hắn biết cũng không có khả năng dùng thân phận mạnh hạo để giết người thân phận Phương Mộc hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả, bởi vì trải qua sự tình này, Mạnh Hạo cũng đã có phán đoán được ít nhiều sự khủng bố của quý gia ra sao. Nếu như hắn làm như vậy, có thể có chính thành khả năng sẽ kéo theo toàn bộ tứ vận tông vào một tràn hủy diệt. Hắn không thể lựa chọn như vậy được. Mạnh Hạo quay người, ngay khi hắn vừa xoay người thì một thân thể mềm mại bất chợt ôm lấy hắn từ phía sau. Ta chờ ngươi. Lời nói của hứa thanh như mang theo chấp nhất Chú định tam sinh nhẹ nhàng ngân vang Ngay khi quý hồng đông vừa tử phong Bên kia thiên hạ hải Khu vực đông thổ gần sát rìa của khu vực này Có một tòa núi trắng Nhưng lại không hề có chút tuyết Mà toàn bộ chỉ là một tòa núi đá trắng Không tiêm nhiễm chút hạt bụi Nơi này chính là đông thổ Còn được gọi là bạch sơn Lúc này trên bạch sơn có một hồ nước sâu thẳm. Nghe đồn độ sâu của hồ nước này có thể sánh ngang với tòa núi cao nhất ở nơi đây. Bên hồ là một lão giả gầy gò, nét mặt điềm nhiên đang ngồi. Trong tay lão đang cầm một cái cần câu. Đầu kia của dây câu đang ở dưới mặt hồ không chút động tĩnh Nhưng rất nhanh sau đó, dây câu chợt kéo căng. Khuôn mặt lão giả kia vẫn không có một chút thay đổi mà chỉ đưa tay phải để kéo về. Ngay lập tức, có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hư vô truyền tới, vô cùng quỷ dị. Đầu kia của dây câu được nhắc lên, đột nhiên bên dưới chỗ móc câu có một chùm sáng. Nhìn kỹ thì chùm sáng này gồm rất nhiều tia sáng tạo thành. Trên mỗi một tia sáng còn có rất nhiều gương mặt người trông khá là mờ ảo. Mà trung tâm của chùm sáng là một người đàn ông trung niên biểu tình đầy hoảng sợ đang quỳ xuống cầu sinh. Được lão phu từ nhân quả đồng đúc mà tìm kiếm ra Đó là tạo quá của người Vì sao lại cầu xin tha chứ Lão giả nhàn nhạt nói Đưa tay phải lên nắm một cái vào hư không Chùm sáng này chợt bay thẳng tới tay lão Dường như không cam lòng Trong lúc bị nắm chặt đó Vị nam tử trung niên chợt gào lên bộc phát ra một ký tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn Nhưng vị lão giả này lại tùy ý cho ký tức này tràn ra mà cầm lấy chùm sáng này đưa vào trong miệng cắn răng rắc vài cái sau đó nuốt xuống trên khóe miệng của lão chợt có một dòng máu tươi trào ra nhưng lão đã nhanh chóng thè lưỡi liếm một cái trong mắt cũng chợt hiện lên một chút mờ mịt Hương ừ, quỷ của nhân quả hồi lâu lão chợt thì thào rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột nhiên lão quỳ xuống đất, hướng về phía của bầu trời mà cúng bái. Sau chín cái lại, thì lão giả đứng dậy nhìn ở mặt nước hồ, đột nhiên lão nhíu mày, đưa tay phải nắm vào trong hư vô. Trong tay lão lúc này đã hiện lên một miếng ngọc giản đã vỡ nát. Ừ, "Hả?" Hai mắt của lão giả kia chợt lóe sáng, "còn cháu quý và tử vong là mạch con cháu của ta." đã bị chết tên nam giật sao chứ lão giả cầm miếng ngọc giản trong tay chợt bóp nát trong chốc lát trong đầu lão xuất hiện một hình ảnh hình ảnh này chính là mạnh hạo cùng lúc đó có một thanh âm vang lên chối tay ở trong đầu của lão lão tổ người giết ta là phương mộc tử dân tông phương mộc cũng được gọi là mạnh hạo giọng nói này chính là cuộc quý hồng đông trước khi chết là chấp niệm duy nhất của hắn còn sót lại. Thanh âm đầy thê lương mang theo oán khí mãnh liệt đến cực độ. Chuyện này Mạnh Hạo hoàn toàn không dự liệu được. Không ngờ tộc nhân quý gia lại có biện pháp ngưng tụ truyền âm đến như vậy. Mà Mạnh Hạo chỉ đoán là chỉ có thể truyền hình ảnh mà thôi. May mắn là hắn đã dùng thủ đoạn rút ra độc tuyết của tên kia. Khiến cho Quý Hồng Đông phải chịu đựng thống khổ cùng cực trước khi chết khiến cho ý nghĩa của hắn hỗn loạn nên ý niệm truyền về cũng chỉ nói ra danh tự của mạnh hạo mà quên hẳn chuyện của hứa thành đồ vô dụng cho dù là vô dụng nhưng bên trong cũng chảy xuôi quyết mạch của quý tộc sao có thể để cho phàm nhân diệt sát được chứ bất quá tử giận tông lão giả chợt nhíu lông mày lại nhưng giọng điệu vừa rồi lại hoàn toàn xem tu sĩ như là một phạm nhân Lão hất tay áo lên Đem ngọc giảng đã tuế diệt thành cho tảng đi Cả người lão chợt nhón lên một cái Bước vào trong hư vô Rồi biến mất không còn tông tích Nam dực Cũng nhiều năm rồi Chưa tới đó Thế năm lạnh lẽo của lão Vẫn còn văn vọng một khắp bốn phía Bên ngoài vẫn sinh động Tám lão giả đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên dưới đám cờ xí của quý gia. cho cả đám đồng loạt mở mắt ra, thân sắc đầy vẻ khiếp sợ. Cũng không có cách nào tin nổi mà đứng bật dậy. Hai mắt của bọn họ đều đã trở nên đỏ vằn. Một sát cơ mãnh liệt đến cực độ chợt bùng lên kinh thiên. Anh động bác phương. Khiến cho các tu sĩ tông môn xung quanh đều chấn động tâm thần. Đồng thời cũng nhanh chóng quay lại nhìn xem là có chuyện gì. Trong mắt của bọn họ lúc này là tám lão giả kia Vậy mà tỏ ra một luồng sát khí điên cuồng khó mà tưởng tượng nổi Tám lão giả này đều như là những lão quái nguyên anh Với tu vi không tầm thường Lúc này đồng loạt tỏ ra sát khí kinh thiên động địa Khiến cho mây gió phải biến sắc Quý tử, quý tử đã chết Tám người nhìn nhau Bên cạnh sát khí dân chào thì đấy mắt những người này còn có một nỗi sợ hãi đến run rẩy trong lòng dựa theo cách hành xử quý gia thì bọn họ đều có những chi đoán được nếu như quý hồng đông tử vong tại đây mà bọn họ còn không tìm ra hung thủ tất cả đám sẽ bị chôn cùng thậm chí tất cả những thế lực chi tộc nhân quý thuộc của bọn họ cũng sẽ bị sụp đổ từ khoảnh khắc này đây là một cái giá quá là đắt trừ phi bọn họ tìm được hung thủ áp giải về đông thổ. Một người trong tám lão giả kia bèn đưa tay vỗ lên túi chữ vật, lấy ra bảy tám cái mảnh vỡ của một miếng ngọc giản. Những người khác cũng lần lượt lấy ra, nhưng khi mảnh vỡ này được đặt gần nhau, thì những bị hòa tan ra mà hóa thành một đám ánh sáng dịu nhẹ. Tia sáng này chiếu thẳng lên không chung, thần sắc của tám người này đột nhiên đều âm trầm mà tập trung nhìn lại. Những tu sĩ xung quanh bốn phía cũng mang theo thắc mắc cũng nhìn qua. Hào quang trên bầu trời dần ngưng tụ thành một bóng người. Bóng người này đeo mặt nạ, tuy không nhìn thấy rõ hình dáng người này ra sao, nhưng mặt nạ vô cùng quỷ dị cùng với huyết sát ý ngập trời khiến cho tâm thần của đám tu sĩ bốn phía không khỏi chấn động. Đây là chính là mật đạo quyết tiên truyền thừa là mật đạo quyết tiên của thái ất nhất tộc đúng là chiếc mặt nạ này rồi lần đầu tiên khi quyết tiên truyền thừa mở ra lão phu cũng đã từng nhìn thấy nhưng mặt nạ này không phải lý già đã nói cuối cùng sẽ ra sự việc ngoại muốn nên đã rơi lại bên trong thế giới quyết tiên rồi sao? Thậm chí các đại tông môn sau khi nghe được chuyện này vì không tin nên đã tự che xét Cuối cùng mới khẳng định truyền thừa này cũng không rơi vào tay Lý Gia mà. Những âm thanh này truyền ra khiến cho ánh mắt của đám bác lão kia đều lóe lên tia sáng. Sát khí trên mặt chợt bùng lên, sau đó nhìn qua bên phía cột sáng của Lý Gia. Một màn này khiến cho đám tu sĩ của Lý Gia chợt biến đổi sắc mặt. Nhưng bọn họ còn chưa kịp giải thích gì thì từ xa chợt xuất hiện bảy tám đạo cầu vòng gào thét bay tới với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt, bảy tám người này đã tới gần. Bọn họ cũng chính là những lão giả ở bên trong Lý Gia chạy tới đây. Đạo tử Lý Đạo Nhất của Lý Gia ta đã chết tại đây. Các vị đạo hữu, các người có biết người này không hả? Một lão giả trong đám người Lý Gia chợt tiến đến, vùng tay ra biến ảo thành một màn sáng. Hình ảnh bên trong mạng sáng lúc này chính là hình ảnh của Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, trong những mảnh vỡ ngọc giản của đám người, bác lão quý gia đang ngưng tụ hình ảnh mặt nạ. Lúc này chợt vọng vẹo mà hóa thành một người khác. Người này cũng chính là Mạnh Hạo. Trong nhé mắt, ánh mắt tất cả mọi người chợt tập trung vào hình ảnh ở trên hai màn sáng được huyện hóa ra bên kia. Cũng chỉ là một hình ảnh một người duy nhất tâm thần mọi người cũng chợt âm vang bởi vì lão giải lý gia kia đã nói đạo tử lý gia đã chết bởi vì tất cả tu sĩ tông môn gia tộc nam vượt nơi này đều chợt nghĩ tới những hình ảnh trên ngọc giản vỡ nát mà quý gia đưa ra cũng xuất hiện một hình ảnh giống hệt với hình ảnh mà lý gia đã đưa ra còn cháu của quý gia hẳn là một vị lão tử kim hà tông trợn tròn hai mắt há mồm Nếu thật sự là vậy Thì người này đã gây ra quả lớn ngập trời rồi Đồng thổ quý gia há có thể bỏ qua được chứ Cái kẻ sát nhân kia Là đệ tử của tông môn gia tộc nào vậy chứ Xung quanh trực tĩnh lặng Dị thường Bỗng nhiên có một tu sĩ đang ở phía xa xa Chợt chần chừ Sau đó nói Hân Hân chính là Mạnh Hảo kẻ đã biến mất tại Nam Dực nhiều năm trước. Mạnh Hảo, Thái Linh Kinh, ta nhớ rồi, người này chính là Mạnh Hảo, là Mạnh Hảo. Bên ngoài sơn cốc chợt nhấc lên một hồi chấn động xôn sâu Trong lúc này thì ánh mắt của đám bác lão quý gia đã bừng lên sát cơ ngập trời. Còn trong mắt của đám lão giả dạ lý gia cũng chứa đầy sát khí. Tên Mạnh Hảo kia lúc này hắn vẫn còn ở bên trong ảo cảnh của thi thể tiên nhân kia chúng ta sẽ phòng ấn bát phương xung quanh đây nghiêm cấm mọi chuyện tống lúc này như vậy cho dù tiểu tử này có mang theo chút ít bảo vật có chạy đằng trời cũng không thoát được một lão giả của lý gia chợt nói ngay lập tức có bốn lão giả nguyên anh đã nhanh chóng tản ra hướng thẳng về bốn phía đông tây nam bắc bọn họ hiển nhiên là dự định chuyển khai phòng ấn nghiêm cấm hoàn toàn việc truyền tống của tất cả mọi người ở nơi đây. Còn cháu của quý gia ta đã dẫn lạc tại đây. chưa vị đạo hữu nam dực, trước hết hãy cứ lưu lại chỗ này, cho đến khi chúng ta tra ra manh mối rồi mọi người hãy rời khỏi đây cũng không muộn. Trong tám lão giả của quý gia, thì bốn người cũng nhanh chóng tản ra bốn phía. Có lẽ vì bọn họ vẫn chưa yên tâm với thủ đoạn của Lý Gia mà muốn tự thân ra tay phòng ấn. Cho dù người này có sử dụng thuộc pháp nguyễn quá nào đó thì cũng không cần quan tâm. Giết tộc nhân của quý gia ta, tức là cũng đã lấy dính nhân quả thiên địa rồi. Chỉ cần vẫn còn ở bên trong dùng trời của quý gia, thì người này chỉ truyền tống ra ngoài này là chúng ta có thể cảm nhận được. Một lão giả trong đám bác lão của quý gia nhanh chóng hừ lạnh một tiếng mà âm trầm nói. Đúng lúc này thì tại phương hướng của thi thể tiên nhân kia Chợt có một cổ khí tức kinh thiên âm âm bộc phát. Khí tức này mang đầy bá đạo, đồng thời tản ra một uy áp chạm linh xuất hiện. Bên trong cơn lóc đó chợt có một thân ảnh cao lớn đi ra bên ngoài. Thân ảnh kia là cùng một nam tử trung niên khoác lên mình một trường bào màu cam. Hắn bước ra, khiến cho tất cả tu sĩ tông môn gia tộc đều tập trung nhìn về phía hắn. Bọn họ tất nhiên biết người này chính là người của tu vi mạnh nhất trong đám người quý gia đến đây. Trong khi đám lão tổ tông môn khác đều rời khỏi vãng sinh động, thì với tu vi chảm linh trên người, hắn lại ngang nhiên chủ động bước vào trong vãng sinh động này. Đối với tu vi chảm linh trở lên, thì hành động này chính là một nơi cực kỳ khủng bố. Không phải vạn bác đắc dĩ chỉ cho dù các tông lão trong tông môn gia tộc cũng không dám bước vào trong động, mà chỉ có thể lưu lại bên ngoài mà thôi. Tuy rằng bản thân hắn đã do dự, chỉ có thể đứng bên ngoài cửa động để giao chiến với đám sinh mệnh kỳ dị kia. Lúc này sắc mặt của nam tử trung niên kia đầy âm trầm bước tới. Đám bác lão quý gia vội vàng cung kính cúi đầu. Nam tử trung niên kia thả tay ra. Trong tay hắn vươn ra đầy cho bụi của một ngọc giản đã bị nát bấy. Kẻ giết người chính là tiểu dân tông Phương Mộc, cũng được gọi là Mạnh Hậu. Là từ quý hồng đông trước khi chết đã truyền ra, việc này cũng đã kinh động tới một vị lão tổ quý gia ta. Lão nhân gia ông ấy đang từ đồng thổ tới đây. Năm tử trung niên kia lạnh lùng nói, giọng nói của hắn bình thản nhưng lại mang một cổ uy hiếp mãnh liệt mà lúc này tâm thần của đám tu chỉ trong tông môn mình chợt vì vậy mà oanh động à, phương mộc mạnh hảo chuyện này sao có thể xảy ra được chứ đạo tử phương mộc có đang đông nhất mà tử giận tông là chính là mạnh hảo năm đó đã từng bị nam giật chi đuổi xong thảo nào khó trách năm đó không ai tìm được mạnh hạo nguyên lai hắn là ẩn mình ở bên trong tử giận tông còn trở thành đệ tử truyền thừa người này. Đám người bốn phía chợt xôn xao hẳn lên. Từng ánh mắt đều lần lượt nhìn về phía tử vận tông bên trong cột sáng bên kia. Mà sắc mặt của đám tu sĩ tử vận tông cũng đều đồng loạt đại biến. Sắc mặt an tại hải chợt biến hóa. Lâm Hải Long bên cạnh gã thì trợn mắt há mồm kinh ngạc mà đứng bật dậy. Ngô Đinh Thu cũng chợt sững chờ nhưng sắc mặt của lão đột nhiên trở nên âm trầm. Một cảm giác nguy cơ đầy mãnh liệt bỗng nhiên nổi lên trong lòng các tu sĩ của tử vận tông lúc này. Xuống lưng bọn họ, hai vị chảm linh lão tổ đang ngồi bên trong quan chủ lúc này cũng chậm rãi mà mở mắt ra. Hôm trước ta đã nhận được lệnh của tổng chủ Tử lồ phương mộc của đang đồng nhất mạch Đã mù phản tử giận tông sinh tử không rõ đời này không còn quan hệ với tử vận tông ta người này chết cũng không có quan hệ sau khi chầm mặt một lát một trong hai vị lão tổ chạm linh của tử vận tông chậm rãi mở miệng lão nói từng chữ từng chữ một hai mắt lại càng sáng lên giống như lời này từ trong miệng của lão nói ra lại làm cho lão cảm thấy cực kỳ khuất nhục lại càng có một cổ bi thương. Còn lão chảm linh khác ở bên cạnh lão thì trầm mặt không nói. Nhưng cặp lông mày thì nhăn lại, ở trong mắt còn có một vòng phẫn nộ giống như sắp không áp chế nổi. Nhưng lại nói lên rõ ràng là bọn hắn đối với quý gia rất là ẩn nhẫn. Bọn họ là những người duy nhất biết được sự tình của Phương Mộc ở nơi đây. Cũng thật sự là mấy ngày trước, bọn họ đã nhận được một lệnh khẩn cấp từ Tứ Vận Tông trong đó nói rất đơn giản Không nói quý gia có người bị giết Nhưng lại nói đã xảy ra đại biến Nói ra sự tình mạnh hạo phản bội Rồi lệnh lại cho hai người bọn họ Sau khi có biến cố xuất hiện Thì phải nói như vậy Lúc ấy hai người đã cảm thấy là có đại sự xảy ra Lúc này là càng nhìn rõ vấn đề Bọn hắn đã sống ngàn năm rồi Cho nên tự nhiên nháy mắt đã hiểu ra Chỗ mấu chốt ở trong đó Phương Mộc cũng tốt mà Mạnh Hạo cũng được. Cái này đích thực là có lý do không thể không ra tay giết tộc nhân quý gia. Nhưng cũng không muốn làm liên lụy tông môn. Do đó đã tự động bóp nát lệnh bài tử lô, lựa chọn nhất đao lưỡng đoạn với tông môn. Loại hành vi này lại khiến cho hai vị lão tổ chảm linh này đau lòng. Đó là đệ tử tông môn của bọn họ, là đệ tử truyền thừa của Đan Đông Nhất Mạch, là một đệ tử mà lúc gặp nguy cơ vẫn còn nghĩ đến, không muốn làm luyên lụy tới tông môn. Nhưng, bọn hắn lại không có cách nào bảo vệ. toàn bộ tử vận tông cũng không có cách nào bảo vệ, thậm chí còn muốn bọn họ ở chỗ này đứng trước toàn bộ tu sĩ của Nam Vực nói ra những câu lạnh khóc vô tình như vậy. Sống cũng tốt, chết cũng vậy, cùng tử vận tông cũng không có quan hệ. Lúc những lời này truyền ra, bốn phía lập tức trở thành một mảnh yên tĩnh không ít tu sĩ của Nam Vực đều lộ ra thần sắc phức tạp. Bọn họ nghe ra được vẻ bắt đắc dĩ ở trong những lời nói này. Tự nhiên sinh ra cảm động lây với việc quý gia mạnh bắt nạt yếu. Vị trung tử, trung niên chảm linh của quý gia kia lại nhà nhạc, nhạc nhìn đám người tử vận tông, hư lạnh một tiếng nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì. Bốn phí yên tĩnh, không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi chờ tới lúc tất cả những đệ tử của các tông môn trở về. Xung quanh nơi này, từng đạo cấm chế ngăn cách truyền tống đã bị mở ra. Đúng lúc này, dưới gột sáng của thành la tông, hai mắt của tử la lão tổ bỗng nhiên lóe lên, chậm rãi mở miệng. Chờ vậy đạo hữu quý gia, nơi đây có một vị tiền bối của ta biết được trên người của mạnh hạo còn có một miếng thượng cổ như ý ấn sợ rằng cấm chế của các người <laughs> tử la lão tổ mỉm cười nói lấp lửng nhưng những lời này của lão vừa ra khỏi miệng lập tức làm cho mấy vị lão giả quý gia kia hai mắt lóe lên sau khi nhìn nhau thì gã trung niên nam tử chạm linh nâng tay phải lên ném ra một miếng ngọc bội đặt ở trong cấm chế có thể ngăn được nhiều ý ấn trong chỗ của tử vận tông hai mắt của hai vị lão tổ chạm linh lộ ra vẻ âm u nhìn chầm chầm vào chỗ thanh la tông tử là lão tổ trong mắt ẩn chứa bất thiện đám đệ tử của các tông môn ở bốn phía đều như ve sầu mùa đông ở trong lòng bọn họ hiện lên đủ loại suy nghĩ một mặt là phương mộc mặt khác lại là mạnh hạo thần sắc biến hóa liên tục hiển nhiên là vẫn còn khiếp sợ dù sau thân phận phương mộc cũng đã hoàn toàn vang danh ở nam vực trong thế hệ đồng lứa không nói có thể như mặt trời ban chưa nhưng cũng không sai biệt lắm đệ tử truyền thừa của đăng quỷ đại sư đạo tử của đăng đông nhất mạch vị đại sư thứ tư của nam vực đang đỉnh đại sư còn cái tên mạnh thạo giờ phút này mang theo mặt nạ huyết tiên truyền thừa xuất hiện cũng làm cho trong lòng của mọi người nổ vang người sở hữu thái linh kinh con rể của Tống Gia. Giờ phút này còn thêm một cái nữa, đó là người đoạt được huyết tiên truyền thừa. Trong lúc mọi người bốn phía đang trầm mặt, thì ở chỗ cột sáng của Tống Gia, mọi người lúc này đều có sắc mặt khó coi. Tống lão quái cũng có ở trong đó, chỉ biết câu mày thầm than một tiếng. Giờ phút này tất cả tu sĩ, kể cả những lão tổ trảm linh kia, đều không ai có thể nhìn thấy ở bên trong đám tu sĩ bốn phía Chẳng biết từ lúc nào có thêm một lão giả Lão giả này toàn thân gậy cồm Dung mạo xấu xí Nhưng hết lần này đến lần khác Lão đứng ở chỗ đó mà tu sĩ bốn phía Đều không có nhìn thấy Giống như mảnh thế giới chỗ lão giả này Đang đứng khác với mọi người Tiểu già quả Bước vào cảnh giới hoàng mỹ Thế gian có nhận có quả Ngày sau lão phu Độc hoàng mỹ của người là quả hôm nay giúp người một lần thì chính là nhân rồi. Lão giá này mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, nhưng không có ai nghe được, lão chính là vương gia thập tổ. Trong lúc mọi người bốn phía đang thi nhau trầm mặt, thì giờ phút này ở biên giới của Nam Vực, ở một nơi gần với triệu quốc, sau khi từng mảnh núi lớn mất đi, thì chính là biển cả mênh mông. Mảnh biển này chính là chỗ phân cách hai khu vực Tây Nam và Đông Bắc Thiên Hà Hải. Lúc nãy trên bầu trời Thiên Hà Hải tiếp giáp với Nam Vực, khoảng không đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh mơ hồ nháy mắt đã cắt bước đi ra. Người này không phải là chân thân, mà chỉ là một thân thể hư ảo. Thân thể này nháy mắt ngưng tụ thành thực chất ở giữa không trung, đó là một lão giả chính là một vị lão tổ quý gia ở đỉnh bạch sơn đông thổ đã nói ra một câu quý gia đoạt nhân quả quý phương lão tổ lão đứng ở giữa không trung phía dưới là thiên hạ hải mênh mông sau khi nhìn thoáng qua mặt đất nam vực thân hình lão nhón lên một cái hướng thẳng về phía nam vực nhưng khi lão vừa tới gần biên giới của nam vực đang chuẩn bị bước vào thì bỗng nhiên lão giả này nhíu mày hư lạnh một tiếng phớt tay áo vuông về phía trước âm thanh đổ vang trong nháy mắt truyền khắp bắc phương khiến cho nước biển phía dưới bỗng nhiên gào thét khiến cho đất đai chỗ biên giới nam vực đều rung rẩy có một vài ngọn núi đã sụp đổ nổ tung trong lúc đất đai sụp đổ nước biển gầm thét thì ở khoảng không ở phía trước của quý phương có một lão giả mặc trường bào màu xám đi ra trên ống tay áo có một ấn ký của lò đan Lão giá này đầu tóc bạc phơ Bộ dáng gầy gò Còn có một vài đốm đen Như thần sắc không giận tự uy Nhất là hào quang trong đôi mắt Ở trong tích tắc này Giống như có thể ngưng định thương khung Một cổ đang hương nồng đậm Ở trong chớp mắt Lan rộng ra vờn quanh bát phương Ta nên gọi ngươi là tử đồng Hay là đàn quỷ Quý phương lạnh nhạt nhìn về phía lão giả đối diện Hờ hững mở miệng Lão giả này chính là sư tôn của mạnh hạo Đan quỷ Tự đồng đã chết rồi Lão phu là đan quỷ Đan quỷ chầm mặt một lát Rồi nhìn về phía của quý phương Chậm rãi mở miệng Ta là sư tôn của hắn Hắn đã bái ta ba lại Ta muốn cuối cùng có thể gì hắn mà làm mấy thứ gì đó Đang quỷ lắc đầu Tay phải vung lên Lập tức một cái thanh đồng lọ đan Thình lình huyển hóa ra Ở trên tay của lão Cái lọ đan này vừa ra Lập tức tràn ra một cổ khí tức tan thương cổ xưa Mà ở bên trên lọ đan này Lại tán phát ra tường trận sương mù màu xanh Những sương mù này lượn lờ ở bốn phía Khiến cho trong khoảng thời gian ngắn mảnh công chung này giống như đã trở thành một thế giới sương mù. Nếu như ngươi thật sự là tử đồng thì lão phu còn cố kỵ một ít về phần ngươi là đang tìm chết. Quý phương hừ lạnh, tôi phải khẽ năng lên lập tức khiến cho sương mù ở nơi đây càng thêm nồng đậm, đem thân ảnh của hắn cùng với đan quỷ hoàn toàn bao phủ. Nhìn rõ không rõ thân ảnh của cả hai người nhưng vẫn có thể nghe được từng trận âm thanh nổ vang từ bên trong sương mù mãnh liệt truyền ra thiên hà hải ở bên dưới mãnh liệt gầm thét đất đai bên thế giới của nam vực chấn động giống như hai người này ra tay bất cứ ai cũng có đủ lực lượng rung chuyển thiên địa vì một đệ tử đang quỷ người làm như vậy đáng giá sao hả Ngươi có thể ngăn cản ta một lần Nhưng ngươi có thể ngăn cản quý già ta sao Trong sương mù Truyền ra âm thanh trầm thấp của quý phương Hắn lựa chọn là trở thành đệ tử của ta Ta lựa chọn trở thành sư tôn của hắn Không phải một người nó phản bội là có thể xóa đi Ta thấy nó đáng giá Vậy thì hết thảy đều đáng giá Ta không ngăn cản được quý già nhưng có thể ngăn cả người một khoảng thời gian ngắn như thế là đã đủ rồi trong giấy mắt một trận chiến kinh thiên bỗng diễn ra tại biên giới của nam vực tại thiên hà hải sương mù cuồn cuộn chớp nổ vang trời lôi đình gào thét thế giới tự ý thức của sửu môn thai biến ảo ra đã bắt đầu sụp đổ với phạm vi lớn lão nhìn thân ảnh của mình hạo biến mất đằng xa cắn môi hai mắt từ từ nhắm nghiền lại. Mạnh hạo rời đi không mang hình dáng của phương mộc mà là dùng tướng mạo của chính mình. Năm xưa ly khai triệu quốc, dùng tu vi kết đang hóa thành đạo cầu vòng lao về phía trước. Hắn không phải muốn rời khỏi mê cung nơi này mà là muốn rời xa hứa thanh, nhất định không quay đầu lại. Trên mu bàn tay của Mạnh hạo đang có một ấn ký màu xanh lóe lên. Sau khi ngưng tụ tử đang Máu huyết trong cơ thể mạnh hạo hoàn toàn thì ấn ký này cũng xuất hiện tại nơi đây. Ấn ký trông như phù văn này, mạnh hạo không còn xa lạ nữa. Năm đó tiến hành chút cơ. Rồi lúc gặp sủng môn thai triệu hoán, nó đều đã hiện ra. Lúc này khi hắn tiến về phía trước, vết tường bốn phía sụp đổ nhanh chóng. Theo sự sụp đổ này, có rất nhiều tu sĩ đã nhìn thấy nhau, rồi tụ tập lại theo từng tông môn. Đồng thời, cũng có những mối bất hòa giữa các tu sĩ gây nên những trận chiến khiến cho khung cảnh nơi đây đã loạn lại càng thêm hỗn loạn thêm. Mạnh Hạo dùng tốc độ cực nhanh để lao đi, không có ai thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nhìn thấy tia sáng lóe lên rồi biến mất. Tiếng sấm nổ vang, những vết tường không ngừng sụp đổ, Mạnh Hạo chợt dừng lại, nhìn quanh hắn biết tự sụp đổ nơi này đã sắp đạt tới giới hạn. Ở bên ngoài, sợ là về chuyện của Lý Đầu Nhất và Quý Hồng Đông tử vong mà mọi người ở tất cả ngóc ngách đều đã bị phong tỏa rồi. Như ý ấn của ta cũng sợ không có hiệu quả. Mạnh hạo trầm mặt, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Thời điểm giết chết Quý Hồng Đông, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Xin cơ duy nhất chính là Dược ra ngoài trăm dặm của giảng sinh động. Mạnh Hạo hít thở thật sâu, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Trên thân thể hắn nổi lên một tầng sương mù, sau đó quay người bay về một hướng khác. Không lâu sau, phía trước mạnh Hạo xuất hiện mấy người sở Ngọc Yên dịp phi mục và một ít đệ tử của tử vận tông khác đang bị bốn tu sĩ tay mạc vây quanh, chuẩn bị đại chiến. Đạo hữu tử vận tông, các người vào gà ra thác ấn thạch bích lấy được ra đây chúng ta sẽ lập tức rời đi bạn không cho dù các người có là đệ tử của mấy đại tông môn ở nam vực thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt thế năm băng lãnh chuyện ra quanh quẩn hình xăm trên thân bốn tu sĩ tay mạc nhảy múa trong khi đám người của sở ngọc yên và những tu sĩ tự khí nhất mạch khác đang chống đỡ một cách khó khăn diệp phi mục đã bị trọng thương sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định. Khoe miệng của sở Ngọc Yên trào máu tươi. Cánh tay phải, máu đã chảy thành dòng. Dùng nhàng không còn một chút huyết sắc. Hai hàm sân ngà cắn chặt. Mấy người khác cũng đều mang thương thế, toàn lực chém giết. Bên, hạnh, bên cạnh họ còn có hai đệ tử của tử ký nhất mạch nằm trên đất, sống chết đã không rõ. Nơi này có thể bị phá quỷ bất cứ lúc nào. Một khi nó bị phá quỷ thì bọn ta cũng sẽ truyền tống ra bên ngoài thôi. Giọng nói của dịp phim một đầy suy yếu. Không phải gã nói với tu sĩ Tây Mạc mà là nhắc nhở những tu sĩ của tử vận tông khác ở bên cạnh. Sắc mặt của gã tái nhật nhưng trong sắc trắng lại thỉnh thoảng có vài hắc tuyến lóe lên. Đây không phải là độc mà ngược lại giống như một loại ký sinh trùng nào đó trong người. Đây chính là một thuật pháp quỷ dị của Tây Mạc. Một khi chúng phải, tuy không chết nhưng sẽ bị thương. Hơn nữa, tu vi cũng sẽ rơi xuống trầm trọng. Nếu không phải như thế thì lấy tu vi của Diệp Phi Mục cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Sở Ngọc Yên cắn răng, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lấy ra đang dược nuốt vào. Vẻ mặt của những người khác đều mang theo vẻ kiên định. Ngoài sở Ngọc Yên ra, thì trên gương mặt của những người khác đều có hắc tuyến, đều đã bị loại trùng này ký sinh tu vi của mấy tu sĩ tây mạc cũng không phải là vượt quá xa so với đám người của sở ngọc yên ngoại trừ một người có tu vi tương đối cao ra thì những người còn lại đều là kết đan sơ kỳ mà còn chưa tới đỉnh phong lúc này bọn hắn cũng có chút do dự lúc trước bọn hắn vốn cũng không muốn ra sát chiêu vì không muốn ở nam vượt chiêu chọc phiền tối quá mức nhưng cái thạch bích kia ở trong lòng bọn hắn biết đích thị đó là một bảo vật Lúc này thấy những người tử vận tông kia kiên quyết Thì sau khi nhìn nhau một cái Trong mắt đều hiện lên ý muốn giết người Giết bọn chúng đi Đoạt lấy trước khi chỗ này sụp đổ Hai mắt của đám người này lóe lên Lực lượng đồ đàn ầm mầm biến ảo Hóa thành bốn đầu hung thú cực lớn Lao thẳng đến chỗ đám người của sở Ngọc Yên Trong cái khoảnh khắc nguy cơ này Mình hạo dùng sương mù che đầy hình dáng ở bên ngoài Nhé mắt đã đến không đợi cho mấy tu sĩ tay mặt kia kịp nhìn thấy Đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của đám người sở Ngọc Yên Tay phải của hắn nâng lên phun về phía trước Lập tức có một màn ánh sáng tím trừ trên người của mạnh hạo tràn ra Hóa thành một hình vòng cung cự đại Vòng cung này hóa thành lực lượng chém Cùng đụng chạm với bốn cái đầu hung thú kia Ở cùng một chỗ Tạo thành một tiếng nổ vang rất mạnh Bốn tu sĩ tay mạc kia biến sắc Đồng loạt thối lui về phía sau nhưng trong đó vẫn còn có hai người đồ đằng toàn thân trực tiếp bị sụp đổ Không cách nào có thể chống cự được Thân thể bị chém làm đôi trực tiếp tử vong Hai người còn lại một người thì phun ra máu tươi suýt nữa thì tránh được Còn một người khác cũng chính là tu sĩ tay mạc mạnh nhất ở nơi đây Thì đang bị áp chế dịp phi mục Gã có từ việc kết đang chung kỳ Mạnh hạo xuất hiện Lập tức làm cho đám người sở ngọc yên sửng sờ nhưng ngay sau khi bọn họ thấy được tử nguyệt chảm thì lại lập tức chấn động. Thuật pháp này chỉ tử vận tông mới có, người ngoài không có khả năng nắm giữ. Cút! Cứ... Ánh mắt của Mạnh Hạo lạnh lẽo nhìn hai người còn lại hờ hững mở miệng. Những lời này vừa truyền ra mang theo một cổ uy áp khiến cho tên tu sĩ tê mạc suýt nữa tránh được tử nguyệt chảm lúc trước kia không chút do dự quay người rời đi. Tu sĩ tay mặt bọn hắn sinh sống cũng cực kỳ gian khổ. Những sự tình vinh quang căn bản là không có, sinh tồn được mới là sự lựa chọn lớn nhất. Cho nên lúc này, thế không địch lại thì không chút do dự lựa chọn tránh lui. Trước khi đi, gã còn hướng về phía Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, giống như là đối với cường giả, cho dù không phải là đồng bạn của mình nhưng cũng đáng được tôn trọng. Về phần tu sĩ tay mặt khác Vị nam tử cứ đang chung kỳ kia Thì lúc này do dừng một chút Nhìn mạnh hạo Rồi lại nhìn đám người dịp phi mục Quay người định chạy đi Đem thuốc giải lưu lại đây Mạnh hạo lạnh giọng mở miệng Nam tử kia thầm than Ném ra một cái bình đen rồi nháy mắt mà đi Mạnh hạo không hề lo cho người này có âm mưu Bởi vì nơi này sắp sụp đổ Một khi nó sụp đổ Thì tất cả mọi người đều sẽ ra ngoài Đến lúc đó thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nơi này sắp sụp đổ rồi, các người tự giải quyết cho tốt. Minh Hảo quay đầu lại, cách một màn sương mù, nhìn thoáng qua bọn người của sở Ngọc Yên, vẻ mặt có chút phức tạp, rồi quay người đi về hướng xa xa. Ngươi là ai? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên nói. Minh Hảo không trả lời mà chầm mặt đi xa. Nhưng vào lúc này, Bỗng nhiên Diệp Phi một nhìn qua bóng lưng của Mạnh Hạo Rồi đột nhiên mở miệng Phương Mộc Chuyện gì đã xảy ra vậy Những lời này vừa ra lập tức Khiến cho sở Ngọc Yên chấn động Những đệ tử của tử khiến nhức mạch Ở bên cạnh nàng Cũng đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo Ở phía xa xa Từ nay về sau Tử Dân Tông đã không còn Phương Mộc nữa Bước chân của Mạnh Hạo hơi dừng lại Thang nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục đi xa. Sở Ngọc Yên cùng với Diệp Phi một ngẩn người, vẻ mặt lộ ra mờ mịt rất nhanh. Đôi mắt của sở Ngọc Yên lập tức co rút lại. Giọng nói vừa rồi. Hô hấp của nàng lập tức trở nên dồn dập. Đến khi ngẩng đầu nhìn lại thì phía trước đã không còn thân ảnh của mạnh hạo nữa. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, vết tường bốn phía sụp đổ với phạm vi lớn. Thậm chí còn có một vài nơi đã trực tiếp sụp đổ làm xuất hiện khoảng không, khiến cho một ít tu sĩ xung quanh trực tiếp bị ném vào trong đó, biến mất vô ảnh. Hai mắt của Mạnh Hậu lộ ra ngưng trọng, hết sức cẩn thận. Hắn không biết lúc này ở bên ngoài đang có trạng thái như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng được là chắc chắn sẽ có hung hiểm, nên không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ, mà quan sát những chỗ sụp đổ làm xuất hiện khoảng không kia. Thời gian không bao lâu sau, sau khi những âm thanh nổ vang càng mãnh liệt thì nơi đây sụp đổ ngày càng nhiều. Ánh mắt của Mạnh Hạo cũng chợt lóe lên, đang muốn đứng dậy bước vào bên trong khoảng không thì bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Thế phải lập tức nâng lên, vung về phía trước bên cạnh. Trong chốc lát đã có đại lượng tử khí truyền ra, mà ở trong túi chứa vật của Mạnh Hạo, hai thanh mộc kiếm giống như không thể bị phá hủy kia trực tiếp bay ra, chắn ở trước người của Mạnh Hạo. Đúng lúc này Một tiếng nổ vang lập tức truyền ra Một nắm đấm của một cô gái Giống như từ trong hư vô Vương ra Trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh của Mạnh Hạo Một quyền này đánh lên Trên xương mù màu tím nồng đậm kia Khiến chu đoạn sương mù màu tím này trực tiếp nổ vụn Nắm đấm này Vẫn không có một chút nào dừng lại Đã rơi xuống hai thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo Một tiếng nổ kinh thiên vang lên Hai thanh mộc kiếm Ông Minh rung rẩy bị cú ngược vào trong ngực của Mạnh Hạo, dùng thân thể cùng với tu vi của hắn ngày hôm nay. Mà vẫn cảm thấy ở trong đầu ông lên một tiếng, toàn thân đau nhức kịch liệt. Thân hình bay ngược như diệu đứt dây, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn nhìn thấy chủ nhân của nắm đấm kia chính là một cô gái, chính là tu sĩ họ Phương. Nàng mặc một bộ trường sa xa màu xanh, vừa thanh lịch lại mang theo vẻ cao ngạo, bước từng bước từng bước một đi trong hư vô. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nhưng lại đánh ra một quyền làm cho Mạnh Hạo hoảng sợ. Lực lượng của một quyền kia đã vượt qua kết đan sơ kỳ. Loại lực lượng thân thể cường hãn này lại khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy khủng bố. Toàn thân Mạnh Hạo chớp mắt đã tràn ngập tử khí. Hai đồng tử của hắn đã trở thành màu tím, thường thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục. Chỉ mất vài hơi thở đã khôi phục như thường, chỉ là sắc mặt có hơi tái đi một chút. Mạnh hạo lao đi máu tươi ở trên khóe miệng, ngấn đầu nhìn chầm chầm vào nữ tử họ Phương, sắc mặt âm trầm. Rất mạnh, phi thường mạnh, dược xa quý hồng đông quá nhiều, thậm chí chỉ với một quyền vừa rồi thì cũng có thể đem một cái kết đăng sơ kỳ tầm thường mà giết chết. Hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại. Chạy rất nhanh, Nhìn trên thân phượng Người đã giết quý hồng đông Tên gia quả làm cho người ta chán ghét Ta có thể không giết ngươi Đem tiên tạng của ngươi ra đây Đây không phải là thứ mà ngươi có thể có được Cô gái này hờ hững mở miệng Trên người nàng không có cái vẻ cao ngạo tại thượng Như của quý hồng đông Nhưng cái loại cao ngạo này Lại mãnh liệt hơn quý hồng đông rất nhiều Càng có một cổ bá đạo mãnh liệt duy ngã độc tôn không đồng ý vậy người có thể chết được rồi cô gái này liếc nhìn mạnh hạo chỉ chờ có hai hơi thở đã nói ra một lần nữa thân hình bước về phía trước một bước tốc độ rất nhanh nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của mạnh hạo tay phải nâng lên đánh xuống một quyền về phía trước hai tay mạnh hạo bấm niệm pháp quyết năm ngón tay toàn bộ triển khai huyết ấn dưới chân còn có ánh sáng của huyết sắc giấy khuếch tán ra. Huyết thân trọng đẹp, giống như muốn cùng dung hợp với bản thân. Trong một khắc, khi nắm đấm của cô gái kia tiến đến, cùng theo một trưởng mà đi, âm thanh nổ vang kinh thiên động địa, một cổ đại lực ở dưới hai người cùng bùng khởi, khiến cho vách tường bốn phía lập tức sụp đổ, bắt đầu xuất hiện vòng xoáy hư vô. Mạnh hạo phun ra máu tươi, thân hình bay ngược trở lại, tự khí tràn ngập toàn thân hai đồng tử lại càng lộ ra ánh sáng màu tím. Thường thế trên người chớp mắt đã một lần nữa khôi phục, nhưng sắc mặt thì càng thêm tái nhợt. Mỗi một lần khôi phục, Mạnh hậu đều phải tiêu hao sinh cơ của bản thân, mà sinh cơ chính là đại biểu cho thọ nguyên. Giờ phút này trong lúc lui lại, mắt của hắn lóe lên tia sáng lạnh, tay phải nâng lên vỗ vào túi chữ vật, mặt nạ huyết sắc trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay. Thân hình cô gái kia lui ra phía sau hai bước, khi hình khi nhìn về phía của Mạnh Hạo thì hai mắt phượng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Bên trong kích đan sư kỳ mà có thể làm cho ta lui lại hai bước, ngươi là người đầu tiên đó. Cô gái này ngạo nghễ mở miệng. Ta còn có thể làm cho ngươi đổ máu nữa kìa. Trong mắt của Mạnh Hạo cũng lộ ra vẻ lạnh như băng. Tay phải của hắn nâng lên, đang muốn đem mặt nạ đeo lên mặt. Đúng lúc này, nữ tử họ Phương hừ lạnh một tiếng, ý muốn giết người trong mắt càng mãnh liệt hơn. Thân hình lập tức lao ra, nháy mắt đã lao thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo, tay phải nâng lên lại một quyền đánh ra. Phương trong miệng nàng khẽ nói ra một chữ, nắm đấm của nàng ở trong thời khắc này, nháy mắt đã biến thành màu xanh. Cô vô số tia chớp màu xanh xẹt qua, tản mát ra một cổ khí tức khủng bố, làm cho gia đầu của Mạnh Hạo rung lên mà cảm thấy hoảng sợ. Nhất là tốc độ cực nhanh của cô gái này, nhé mắt đã tới gần, khiến cho trong lòng của Mạnh Hạo dâng lên một nguy cơ mãnh liệt. Cái nguy cơ này, cho dù lúc hắn có gặp Quý Hồng Đông cũng đều không có, thậm chí còn có thể nói đã từ rất lâu rồi hắn không bị người cùng thế hệ áp chế như thế. Chết! Giọng nói của nữ tử họ phương vang lên quanh quẩn Tôi phải nhé mắt đã rơi xuống chỗ của Mạnh Hạo Vào giây phút này tế phải của Mạnh Hạo đã nâng lên Mặt nạ đã được đeo lên Một cổ sát khí huyết sắc từ trên người hắn à ầm ầm bọc phát ra Cũng chính vào lúc này Tôi phải của Mạnh Hạo Bởi vì cầm mặt nạ đeo lên mặt Cho nên đưa lưng tay về phía nữ tử họ phương kia Mà trong tích tắc này Chính mua bàn tay của Mạnh Hạo bởi vì kết đan mà tạo thành một cái ấn ký màu xanh Không có hoàn toàn tiêu tán Mà là chậm chạp chớp động Lúc này chính là một khoảnh khắc mà nó chớp động Ấn ký màu xanh giống như là phù văn này Chợt lập lè Lập tức đã rơi vào trong mắt của nữ tự họ Phương Khi cô gái này vừa nhìn thấy cái ấn ký kia Thì hai mắt đột nhiên mở to Lộ ra thần sắc không cách nào tin được Cùng với không thể nào tưởng tượng nổi lập tức khi cái nắm đấm này đã cách mạnh hạo rất gần thì nữ tử hộ phương này bỗng nhiên gầm lên một tiếng tức giận liều mạng bị cắn chả mà mãnh liệt nghịch chuyển phương hướng lại trực tiếp rơi xuống mặt đất ở bên cạnh của mạnh hạo anh một tiếng mặt đất hoàn toàn vỡ vụn tạo thành hư vô thậm chí ngay cả chỗ hư vô này cũng đều rung lên giống như bị một lực lượng của một quyền này làm cho xít chút nữa thì nổ sụp. Cô gái này phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai có chút tán loạn. Quay đầu nhìn chầm chầm vào mạnh hạo, trong mắt lại lộ ra tức giận cùng với xoắn xích. Cảnh tượng này lại làm cho mạnh hạo sửng sốt một chút. Hắn có chút nhìn không ra, vì sao cô gái này ở lúc máu chốt kia lại cưỡng ép cải biến phương hướng của nắm đấm. Phải biết rằng nếu ở thời điểm đó mà làm như vậy thì người bị thương tất nhiên chính là cô ta. Đã kết thúc tập 85 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 86 của bộ truyện Ngã Dù Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căng nhé.